trở lại với chuyên đầu 8X trong ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với nhau trong chuyên mục bình luận của tập 1 của 8X. Trong trận đấu Captain Drag, Captain Mood, từ xem vào giấc mơ. Vẫn là bảng 6.88V như bình thường. Và chúng ta sẽ đến là bản pick của hai team ngay sau đây. Như vậy là trong trận đấu này thì team 1 đã ban cho Daxia, Alchemist, Scare cùng với Naix. Vâng, trong khi đó team 2 ban thì Omi, Avalon trên Protect cùng với lại Blue. Lựa chọn cho mình A, Oscar, vâng, Tulab. Trong khi đó team 2 thì có cho mình Kunkka, Kutka và Sanser. Vâng, 3 thanh niên hút cần. Vâng, đều có phần A ở cuối. Kunkka, Kutka và Kutka. À, quên khỏi phần A mà là vâng, tên là K ở cuối. Vâng, thật là một sự trùng hợp khá là ngẫu nhiên. Naix đã bị ban trận đấu này. Vâng, sau trận đấu làm mưa làm gió, vâng, Naix bắt đầu bị lên bảng liên tục. Lựa chọn cho mình TA tiếp theo dành cho team 1. Đối mặt cùng Hookka trận đấu này, vâng, có vẻ như Dunac là chưa đủ và pick thêm một con đam thuần nữa, đó chính là TA. Để đối mặt cùng Hookka, vâng, lựa chọn pick TA đối mặt Hookka là khá chuẩn. Ở Dota 1 thì chúng ta ít khi thấy sự xuất hiện của TA, nhưng mà trong Dota 2 thì nếu những ai đã từng chơi Dota 2 hoặc xem những trận đấu Dota 2 thì TA được làm một con khe được xuất hiện khá là nhiều. Một khả năng gây đam, dồn đam quắc kinh khủng tởm. Tini được ban đi cuối cùng của team 1 trong trận đấu này. Nếu về chia lane thì có lẽ TA đi mid rồi. Dunac sẽ là người đi chip lane và một con off lane cuối cùng dành cho team 1 có lẽ sẽ là một con tăng cơ. Doom được ban cuối cùng của team 2. Trận đấu này thì có lẽ là Hookka sẽ đi chip lane và đi mid của Sanser. Và như vậy thiếu một off lane cuối cùng đến từ team 2. Đã team đã thiếu được off lane của mình. Vâng, đang có định pick Void tiếp đến từ team 1. Vâng, làm con offland đóng vai trò làm core luôn. Và Void pick trận đấu này thì có lẽ là không hay lắm. Bởi vì Dunac cùng với TA nó sẽ không kết hợp được cái ulti của Void nhiều. Một con GS, vâng, counter trực diện Hookka. Và team 1 đang quyết định là pick GS trận đấu này. Vâng, có vẻ đang băn khoăn là sai được sơ có mặt thì GS có lẽ là không búa được. Vâng, đổi sang VS. Mấy thanh niên nắm trò quá. Kutka và pick con Ace đi cho đầu gấu cũng được. Serven và GS lựa chọn của team 1 đang được đưa ra là khá nhiều. Nhưng mà Serven đi offline trận đấu này thì cũng vô cùng cho sồn. Serven sẽ bị loại khỏi cái trận đấu này, chắc chắn là như vậy. GS thì may ra còn được. GS PA, Serven, Void. Mấy ông, mấy thanh niên có vẻ thích pick kiểu siêu nhân, cứ siêu nhân mà pick rồi, Serven, Void và GS. Sẽ là pick Ace cũng được, một con Ace để counter lại Hookka, như vậy quyết định là pick Void trận đấu này rồi. Còn thôi một team 2, chúng ta cùng chờ đợi. Và Hookka sẽ là cây chủ lực, làm sao có thể búp cho cây chủ lực chúng ta sống lâu, càng lâu càng tốt. Kunkka và Kutka và Silent, một cái đội hình đi gank đến team 2 khá đáng sợ. Trận đấu này là rất tự tin đến từ team 2 khi pick Kutka, nhưng mà có AA ở đầu rồi, khả năng hồi máu của Kutka nó sẽ bị phế khi ăn ulti của AA trận đấu này. Như vậy là lấy thêm AA, một con đánh theo đường búp máu để có thể cover cho Kutka trận đấu này. Và chắc AA sẽ là người đi offlane và Silencer đi mid và Kutka đi chip lane. Một lựa chọn có lẽ là cũng khá là liều và thực sự là liều dành cho team 2 cái pick Hookka trong trận đấu gặp A pick đầu tiên rồi. Và trận đấu ngày hôm nay thì có vẻ nó quy củ hơn khá nhiều so với ngày hôm qua. Hôm qua đó là một trận đấu khá for fun. Cả hai team đánh phải gọi là mang lại tiếng cười cho người xem rất là nhiều. Còn lâu lâu chúng ta được trận có lẽ là cũng khá là hay. Nó hay theo kiểu khác, nó không hay theo kiểu chuyên nghiệp mà nó hay theo kiểu fit.
Nói chung cách nào cũng hay thôi. Cái gì nó cũng đem lại tiếng cười cho mọi người. Và chắc chắn sẽ được gặp Lam rồi. Và như vậy là Mid đến từ TA. Và chip Lam dành cho Douglas bên dưới. Chuẩn đoán là quá là khít đến từ Gia Cát Dự. Trong khi đó đội hình của team 2, vâng, có lẽ Ân Đai sẽ là người đi. Vâng, Ân Đai là người đi chip Lam rồi. Và như vậy là Kunka sẽ là người đi gặp Lam bên trên. Đánh cùng với Hookah thì thường sẽ phải có một con bút máu, thường sẽ là Đắc Re hoặc là Oracle đi chung lan cùng với Hookah. Và trận đấu là nếu pick Đắc Re thì hơi khó đánh, mà tôi nghĩ là con cuối cùng đi học lan cơ, nhưng mà pick ở đây, nếu mà để ở đây chip lan thì anh em là pick Đắc Re thì hay hơn. Hookah tăng nước trước và như vậy là tăng chém lan đi off lan cho đầu gấu. Anh sẽ gặp White bên trên. Trong khi đó bên dưới đang có một sòng tiến lên được mở ra của team 1. Và 3 thanh niên đang ngồi ôm cây. Và có một con gấu đi đến. Vâng, ôm cây đợi thỏ, bây giờ chúng ta cũng phải ôm cây đợi gấu. Vâng, đây không phải gấu, đây là hải cẩu, hải ly. Chip Nam đấu chip Nam, và như vậy là có lẽ cái Nam trận đấu này sẽ dễ theo dõi hơn. Vâng, tôi ngại nhất là đấy ông đi chip Nam đấu với offland. Vâng, cứ phải quay màn hình vâng đủ các kiểu để xem đánh nhau. Và như thế này thì an toàn hơn. Mỗi đây hai đen đi solo và cái đen bên dưới sẽ đánh nhau nhiều nhất. Chúng ta không còn quan tâm đến hai cái đen kia nhiều. Vâng, hai cái Senshi để làm được hai cái mắt. Vâng, thực sự là hai cái Senshi của ai trong trận đấu này đoán được mắt đối phương quá tài. Hai cái Senshi ăn được hai cái mắt trắng luôn. Vâng, chả mấy chốc mà giàu. Trình độ của support nó cũng thể hiện là một số điều mà chúng ta rất khó nghĩ tới. Được khả năng phá mắt đến từ support, chúng nó có kinh nghiệm nó phải phá được. Hoặc là hai team đánh với nhau quá nhiều rồi và nó bắt bài nhau, và thằng nào cắm đầu tao giết hết. Và đánh như kiểu hack vậy. Vâng, bên dưới chip lan đấu chip lan nhưng mà vẫn chưa có cái mạng nào được nổ ra trong thời điểm này. Đến trận tham gia khá chắc bài dành cho hai team lần này một chút càng. Từ đó support của team 1 thì A cùng Oscar thì cũng là hai con hỗ trợ đi gank người rất tốt. Vâng, cái nam tay ngắn bên trên hóa ra là cái nam đầu gấu nhất trong trận đấu này. Còn cả hai băm nhau như chưa từng được đánh. Có lẽ là cái nam đi trên khá an toàn nên là đổi máu nó cũng không ăn thua, đổi máu cũng được, đổi máu để cho đánh cho nhìn trông nó sĩ khí hơn một chút. Cả hai đều đã mất lửa cây máu ở thời điểm này. TA là một trong những con ke đi mid và đó là cực kỳ chắc. Khả năng bách đến từ cái skill 1 khiến cho TA đi mid không sợ bất cứ một con nào cả, cả là Luker. Còn gặp Luker hóa ra nó càng thích. Luker nó chỉ cần bách được 2 skill thôi là nó cứ đứng làm cách bình thường. Đây cũng là một trong những con ke được lựa chọn đi mid để đánh theo đường đua đam là cực kỳ khủng khiếp. Đây đã có đến từ Douglas rồi. Từ đó thì Oscar cùng A đã đảo ở mid. Có vẻ như TA đang bị đè. Thì đáng tiếc là Sanser sẽ nằm xuống trong pha đuổi bắt của đối phương. Có Chris Sua không cản được một tình huống chạy lúc nào của Sanser và Oscar không tự tin trong quả trong cái tình huống Chris Sua của mình. Vâng, mana thì đầy, cứ Chris Sua cho phát đi cho nó mất nửa cây đi cho nó thoạt đi sao phải sợ. Vâng, lớn ngớ cản được có khi lại có thịt ngược để ăn. Trong khi đó bên trên có vẻ Void đang đứng đen cùng Kunka và chiến đấu. Chúng ta đứng ra cùng Void đang khá khó, như vậy đã quản ngay chúng ta lên.
năm gạo nó nhảy vào bên trong này thì nhảy cái lăng cái chặn tiếp theo thì tôi càng có lẽ là coi sẽ làm được. Tôi tính muốn đáng lẽ phải để cho nó năm gạo xong rồi mới nhảy ra ngoài thì may ra còn sống. Tôi tính muốn này thì gạo rồi. Cô lút nằm trong tay của vâng là cái tay của cung ca xuất hiện trong cái tình huống phải gọi là cực kỳ oái oăm và bên dưới thì cung ca cũng đã nằm xuống và cũng phản đạo leo của cung ca và để lại cho cò chúng ta bị quây không có ớt sức cơ trong tình huống này mà có lẽ là vẫn chết. À vâng, có ớt sức cơ như vậy là 3-2 kiểu gì cũng chết. Một cái magic, một cái ná đu đủ và một cái giày là của Silencer và cung ca lại tiếp tục đảo là mid. Một trong những con đi doan của các người phải gọi là top 1 của Dota đó chính là Kupka. Rồi sức mạnh của Kupka đi đuổi người cũng phải gọi là quên mẹ sầu. Cái skill vành móng ngựa là nó là cái skill khiến cho rất nhiều Hezo phải đau đầu và những tình huống cản đi vào lòng người rất khó chạy. Một đều dành cho cả hai team. Vâng, quay qua trở lại bên trên cùng với Kupka. Kupka đã có level 6 rồi. Sau cái meta thay đổi đến từ 6.88, Vương Void được đẩy sang đường đi offlane quá nhiều. Tổng sức mạnh của Void ở trong những ngày xưa thì có cái bách trách. Vâng, nó khiến cho Void cực kỳ khỏe. Và trong thời điểm hiện giờ thì meta của Void đã xứng đáng trong việc đi offlane để trụ lane cách dễ hơn. Một cái bách máu lại, Vương đi lane nó cực kỳ đơn giản đến từng con Void. Nhưng mà chính vì vậy và trong combat thì Void sẽ yếu hơn khá nhiều. Vâng, một đều sau 6 phút đầu tiên. Vâng, cả hai team đều đang ngoánh ngó các kiểu nhưng vẫn chỉ có một mạng đổ ra thôi. Dulac có level 4. Như vậy là lên cho mình cái dinh trước. Xôn dinh đến từ Undai rồi. Xôn dinh đến từ Tukka. Có hai thanh niên không có giày riêng gì hết. Nào chơi xôn dinh cho Hazard cho nó đau. Với khả năng Hazard đến từ Tukka cùng Undai còn đứng xa spam cho thì có lẽ là Dulac muốn sờ và đáp là hơi khó. Bây giờ là có sự xuất hiện đến từ A. Vâng, bên dưới thì có 6 thanh niên thì đến 4 thanh niên chưa có giày. Bây giờ có đắp vào đang giữa A rồi và quyết định là băng và phích chuột đâu. Vâng, như vậy là quyết định là chết Kupka. Trận đấu mà Oscar đánh rất trùng tay. Một chút tình huống mà có mana full thì cũng đã đi nó nã vào đầu nó cho nó sợ đi sao phải xoắn. Những tình huống 4 phút không hiểu với nhau. Tình huống đấy là chết hơi khó nhưng thực sự là hai giắt máu của quân địch nó cũng là một điều cần thiết để có thể chúng ta chết được người về sau. Vâng, có lẽ đây là tình huống mà có chiến thuật đánh kiểu chủ quan đến team 1. Vâng, cho chúng nó chủ quan tại những pha sổ vào ganh thì không được, khiến cho team 2 sẽ chủ quan những tình huống ganh tiếp theo và trong khi đó ai ganh sẽ dễ giết người hơn. Mid thì có vẻ DA cũng sàn sờ vẫn đang khá là hồn nhiên farm. Vâng, cả hai đứa bắt tay nhau farm khá đơn giản. Bây giờ mới là cái phít chùa. Vâng, đợi khoảng tầm vài thập liên anh phít chùa được farm cuối tượng mid. Vâng, quá đau buồn dành cho Undertaker trong tình huống của phít chùa. Và vớ vẩn quả lại còn nằm xuống đến từ cung ca. Vâng, chạy ra ngoài kịp thời. Như vậy là chúng thoát và trong khi đó thì Undertaker đã nằm xuống. Chạy không nhanh là có thằng chết tiếp. Vâng, chuẩn bị double kill dành cho... Vâng, không có double kill dành cho Kupka đâu. Có lẽ sẽ là cái mạng dành cho anh chàng Kupka. Vâng, ăn được chăn hết thì sống. Vâng, đang cố phi vẫn lại có chui vào Roshan, what the fuck. Và như vậy là Tenea, thôi cũng được. Tôi tưởng thanh niên và gọi sự hỗ trợ người thân của người đá bên trong. Hóa ra không phải. Anh khi vào bên trong anh Tenea rất hiểm hóc. Để tiếp thì có chăn hết thì có lẽ cũng sống. Bao chip đến từ anh chàng Tenea. Vâng, bao chip để đỡ cái rút máu của Sanser. Hai một dành cho team 2 ở thời điểm này. Vâng, trong khi đó Void cùng với cung ca bên trên vẫn đang ngồi farm bắt tay như hai người bạn thân. Không phải thân đâu, phải là băm nhau luôn rồi. Vâng, lửa máu và như vậy cung ca sẽ là người chim một. Có lăn vào lập tức mít chịt trong tình huống này. Bây giờ nó quay lại nó vả luôn. Rồi có ulti từ Void, Void đang ke. Kè góc tình huống mà đợi đủ giam là anh sẽ úp lòng anh chết luôn. Như vậy là có ngọc đỏ từ Void. Void trận đấu lên Fuji, muốn đi offlane thì anh vẫn lên Fuji trận đấu này.
hứa hẹn một trận đấu phải nói cực kỳ nhiều kè đến từ team 1. Fuka thì đóng thẳng cho mình Amnet rồi. Một trận đấu mà vẫn đang đua farm của hai team. Và những trận đấu mà đua farm thường là những trận đấu nó khá là buồn ngủ. Vâng, như vậy là AI của Whisker đã đảo ra. Lần này có lẽ là sang cái chiếc chùa của Whisker sẽ là người ăn được mạng. Vâng, nằm xuống của Chai được công. Vâng, vẫn nằm đàn của TA của nó cực kỳ đau. Cộng thêm cái đàn với từ cái sức ba của AI nữa. Vâng, con gà cũng đi lang thang trong chân của con gà. Có lẽ là tiền một không nhìn thấy. Vâng, cướp dần đến từ anh chàng Thúc Ca nhưng không được. Vâng, dần tiền và Oscar cùng A đã có mặt ngay trước. Vâng, một chày vào đầu. Vâng, bắt đầu có tín hiệu là có vẻ ganh người khá là hay đến từ Oscar. 3-2 dành cho team 1 rồi. Lunas thì đã sắm được cho mình cái đầy đam bên dưới. Vâng, Thúc Ca cũng đã gần lên được xong cái Amnet rồi. Vâng, 500 tiền đến từ Thúc Ca. Đây anh chàng có được cái Amnet ngay sau đây. Thật sự là cái bơm máu của Silencer ở trong cái meta mới này nó khiến cho Silencer lại yếu nam đi rất nhiều. Khả năng đi nam của Silencer sẽ bị giảm sút đi đáng kể. Không có bơm mana, bơm mana nó mới là cái skill khó chịu nhất của Silencer. Trong khi đó bên trên thì Jonas định một mình chống Maga vâng xoay kiếm nhưng vẫn chết. Và bây giờ lúc nào đã cũng là người đi theo đánh rất tự tin, một pha xoay gần chết rồi nhưng vẫn ở lại để quyết tâm được ăn cả ngã về không. Và đúng thật là ngã về không thật. Vâng, mạng của Uka đồng đội spot ăn mất đã tự đớp được cái gì trong tình huống này. Vâng, lại còn chết nữa. Trong khi đó thì TA cùng với Silent. Vâng, Silent vẫn đang cố cấu máu của TA bằng cái skill 1. Đang vào 8 rồi, và TA đã có level 9, một cái bao chip không gần. Bên trên, vâng vừa quay lên trên đã thấy một pha ụp lồng đến từ Void và vả chết được con cài đường này. Vâng, 5-3 dành cho team 1. Một trận đấu đảo đen không nhiều. Tất cả các thanh niên đang giữ lane một cách khá chắc bài để vào farm. Cần hỗ trợ hỗ trợ gì hết, thằng nào fit cứ fit, không liên quan đến nhau. Vâng, công việc thằng nào đã được phân từ đầu, chúng ta cứ lane đấy mà dã thôi, thằng nào fit cứ fit. Silencer thì ở mid thì có mỗi nhiệm vụ auto spam từ 1 để cho TA đi về Zigan. Đâu thì không có vấn đề gì hết. Bây giờ đi về Zigan rồi thì đi ra một farm. Vâng, rất có thể quả này farm sẽ là người lên bảng ngay tức. Vâng, TA hơi vội, một tình huống tặng slow. Vâng, Silencer nghĩ rằng chỉ có một mình TA thôi. Vâng, khi xùa thì tôi chơi cơ vâng lại tạch. Vâng, lại xịt từng tình huống nữa. Có vẻ thanh niên này phải đi về đào tạo gấp lại cái khả năng fit xùa của mình. Level 7 đến từ Jonas. Trong khi đó Fuka đã có chuẩn bị Amnet. Fuka cầm Amnet và Fuka không cầm Amnet nó có một sự khác biệt cực kỳ lớn. Vâng, Fuka cầm Amnet nó cứng hơn rất nhiều. Chỉ là một cái item gọi là rẻ rẻ thôi nhưng mà nó khiến cho Fuka mạnh lên gấp mấy lần. Và bây giờ có lẽ sẽ là Oscar cùng A. Và Fuka đứng ra trên bồi rồi. Vâng, lăn vào luôn. Và Oscar sang người phía chuẩn để cứu. Vâng, cứu à, hôm nay thì cứu. Cả các bạn ngay cái mạng của A vâng, hỗ trợ người thân đang định cho tay gọi Omni đang cứu nhưng không được. 5-4 vâng, bắt đầu có đồ và bắt đầu tín hiệu máu chảy bắt đầu có mặt ở trên thời điểm phút thứ 13. Vâng, thời điểm đầu game đã qua và chúng ta bước đến mid game. Trong khi đó thì TA đi trêu nhau cùng với lại rồng. Vâng, tí nữa thì chết. Vâng, vừa nãy có một pha làm xuống ở đâu đó và chỉ vậy là bên dưới bắt đầu là Fuka đang lên tiếng cầm được Amnet và bây giờ anh đang rất thổ báo. Còn bên dưới hình như là Jonas vừa chết. À, cái là xuống dưới thì đã quá muộn màng. Voi thì một mình một vương quốc bên trên. Còn thanh niên được đi cái đam bên trên top gần như là phờ với mẹ AG luôn. Cứ thế mà farm, còn được nhẹ lương cao, thời gian thì cũng không phải là quá dỗi. Vâng, spam thứ 3 vào đầu của TA là một cái điều có lẽ là tốn mana mà chả được cái sự mẹ gì. Vâng, support team 2 vẫn đang rất là chịu khó chăm bắm cho Uka bên dưới một tỷ số cân bằng rồi, 5 đều trong thời điểm này. Đang thua 4k tiền với team 2. Vâng, cái tiền ở trong cái Dota này nó rất ảo nên là chưa thể nói trước bất cứ điều gì.
ở nhiều trận đấu chúng ta có thể thấy xem là team đè tuyệt đối nhưng mà tiền nó vẫn bằng nhau và đánh như hách. Một cái gian invi đến từ ZA. Vâng, thanh niên vẫn đang bị bơn máu liên tỏi vào đầu. Cứ thò ra là thằng sư nó không ngần ngại, nó cho ngay cả cái bộ bộ. Không nói nhiều vòng đấy, vừa nói xong nó lại cho vòng tăng max cái bộ trận đấu này. Và đốt máu cũng cực kỳ thấm. Vâng, ZA bật được cái max lên thì nó lại cộng thêm 4 giây thôi. Có lẽ một pha đánh đắm sẽ cho slam đến từ Oscar bên dưới và làm được hai nháy. Trong khi đó thì Hukka đang cố nhất là rồi đúng là Hukka quả đánh double đôi rồi. Và cũng đắp mờ kill thật và như vậy là chip lờ kill dành cho Hukka luôn và một mình cân cả ba người. Nó chỉ cơ để lại cái mạng để cái ulti ăn được hai mạng, sau đó tiền ra cũng chết. Vâng, không ngoài dự đoán của chúng ta, Hukka cầm cái amulet nó là cái điều gì đó cực kỳ là khốn nạn. Đây là một trong những cái item khiến cho Hukka đánh và nó cực kỳ dai, cực kỳ là khó giết trong cái bang luôn. Voi thì vác được cái phù gì ra rồi và nghe giấy báo tử của đồng đội gửi về nghe cũng có vẻ khá là vui. Mình thì anh cũng không quan tâm lắm, chúng nó fit đi để cho tao làm siêu nhân cũng được. Vâng, một cái ulti và năng vào để cứu và cùng tăng năng thì phải Hukka ca một vài đứng ngoài nhìn cùng ca bay hơi không biết làm gì hơn. Vâng, Blink đến giữa Seeker. Vâng, thanh niên trong 15 phút và không lên một cái gì hết và giày giết không có, cầm luôn cái Blink trong người. Vâng, cách đánh phải gọi là cứ phải gọi là quên sầu luôn, cứ phải coi item mà giá, không có nên đồ kiểu Sida second hand gì hết, cứ đồ VIP mà chơi. Trong khi đó thì A sẽ được nhận trọng trách để cắm mắt rồi sớm mốc các kiểu đang cầm trong người. Có Blink rồi, rồi sai được sơ thì có lẽ sẽ là một pha bị các thanh niên team 1 đưa lên đĩa để làm party trận đấu này và cũng ca ra cứu. Vâng, có đại ca đây, đánh đi, không sợ đâu. Bên trên thì gặp nhau của Thúc ca cùng A, vâng, đã lỡ rồi. Tuka sẽ bị băng lại từ nay, một pha cố dướn để có thể nâng được vào người để né được cái băng có lẽ là không kịp. Vâng, chặn với nó cực kỳ hiểm hóc, chặn cho hai ông support của team 1 đứng lại luôn. Vâng, một cái ulti đến từ anh chàng A, có lẽ Oscar của A đều sẽ nằm xuống. Một pha chặn phải gọi là không lối thoát dành cho A. Thanh niên đang ngồi khóc, đang ngồi hát bài không đường về tình huống này, có lẽ chết lốt rồi. Cùng ca diện, vâng, đến giận anh chàng Boy. Double kill dành cho Tuka, thế trận đang xoay chiều và nó cách cực kỳ chóng mặt. Với sự lên ngôi của Hukka trong trận đấu này và Hukka cũng nãy thì không biết được kèo như thế nào, vượt qua lói. Có lẽ là mình vẫn đặt cửa của lãi cao hơn, có lẽ nó là một con gây ra kinh khủng lắm. Hukka phải khỏe trong combat, nó khỏe để tăng skill thôi, tăng vật lý thì có lẽ cũng không chi nhê. Vâng, này thì Invi cho ngay cái DK vào mồm và lầm xuống của TA. TA đang thật trận mai phục, có lẽ cũng không cứu được. 11-8, vâng, tỷ số chỉ trong khoảng tầm 1-2 phút rồi và bắt đầu có sự đảo chiều không thể đoán trước được luôn. Gulat bây giờ bắt đầu lên cho mình Fuji, Boy cũng Fuji, trận đấu mà team 1 sẽ lấy farm là chính. Nên Fuji thì hai con này sẽ bắt buộc đi farm rồi. Vâng, Boy thì vẫn không quan tâm lắm là team ta có fit hay không fit, anh vẫn đang ôm cái này trên top một cách cực kỳ lâu. Vâng, cũng cả chơi ích mình lại để lên chém grab khá là chặt bài và con đen lượng item của Void đang trội ta quá nhiều rồi. Cái đen thì offlane cùng với nhau mà có vẻ như đang thua về level và thua về tiền là khá xa. 11 và 13 là lượng tiền thì bây giờ nó cầm cả Fuji trong người bao chip, trong khi đó cùng ta cũng chỉ có một giây đang thôi. Điều này cũng không thể trách được Hukka bởi trong meta này Void đi land off land nó khỏe lắm. Vâng, đi solo cùng với đối phương thì Void hoàn toàn cửa trên. Vâng, vừa nãy là một pha lầm xuống của ai đó ở mid. Vâng, như vậy là Berlin vừa lầm xuống, Sinister lại tiếp tục lầm xuống ở mid. Một trận đấu bám đen quá lâu, và chắc chắn bám đen lâu thì chắc chắn là chúng nó sẽ kéo support ra nó dã rồi. Bây giờ là đấm nhau của Void cùng với lại Hukka. Vâng, ăn ngay cái bát quá nhỏ cho thanh niên trong lồng. Và như vậy là killing free dành cho Void. Một pha ụp lồng mà không có support nào ra cứu, quá buồn. Vâng, đúng thật là chủ trương của team 2 đó là thân ai người ấy lo, thằng nào fit thì thằng ấy phải chịu thôi. Hukka đã có cho mình cái phản đam. Void thì vẫn đang free bên dưới, đã quên free bên trên.
hồn nhiên như con tiên bằng 2 cái tên đa nhảy 30% cái tên đa đến từ 200 vòi. Vâng, được rồi, như vậy disable là hơi ít. Và đánh phải nói rất tự tin, rồi đánh rất cao để quả nhảy để tên đa được chạy thoát. Đúng nên để cho Jonas có thể phạm tiếp trong trận đấu này. Vâng, 19 phút đã trôi qua, tỷ số là 10-11. Lượng tiền có thua 7 cát tiền, 6 cát tiền ngày thứ 2. What the fuck, tôi thấy mấy ông giết người ghê lắm mà. Quay đi quay lại thua mẹ 6 cát tiền. Còn cái lúc chưa giết người thì còn bằng tiền. Còn càng giết chúng nó tiền càng thua. Vâng, thật là ảo diệu trong trận đấu này. Berlin đến từ Silencer rồi, à quên, Berlin đến từ TA rồi. Vâng, Silencer quả này chắc chắn chết. Ăn cái áp mạng đến từ A, nó không được. Và thả ulti xa, cách xa vài cái bản lý trưởng thành đến từ A. Vâng, xa được tiếp theo. Và Linh thì có lẽ là Sai Lực Sư muốn chạy thì rất khó. Và Phúc Ca thì phải có lẽ phải để cho TA là người tốt 8 chết luôn. Và bên dưới, có chứa bên trên là vừa đã có một người làm xuống. Và như vậy Oscar vừa làm xuống bên trên. Và măng tư kêu dành cho Phúc Ca trong thời điểm này. Cả hai đều đỏ máu, Void cũng đỏ máu rồi. Bắc nét đến từ Void, một phong cách đánh rất gọi là for fun. Đây là phong cách đánh Void của ngày xưa. Bắc nét cùng Fuji, vâng, ụp lồng và vả chết khoảng tầm 1-2 thằng. Đó là chuyện EZ dành cho anh. Bây giờ thì Void đã không còn lên cái điều kiểu beta nữa, cũng rất hiếm. Bởi vì Void bây giờ nó không khỏe cho các bác, và khả năng cover của các team bây giờ nó khác biệt rồi. Chỉ cần úp trượt một con support bên ngoài thôi, gần như là chắc là đánh được ai luôn. Chính vì vậy mà Void nó cũng không còn được quá mạnh như ngày xưa, không được quá ưa chuộng nữa rồi. Nó chỉ còn là đánh theo đường kiểu hỗ trợ dùng ulti nhảy vào để cho team thả combo chuẩn xác hơn thôi. Vâng, hình ảnh của Void ngày xưa nó đã bắt đầu đi vào dĩ vãng và lịch sử. Hôm nay chúng ta được quay trở lại với một trận đấu Void cầm Fuji cùng với lại Magnet. Ca định lên cho mình crit down hay sao mà lên cho mình cái mỏ ba ngón, tức là lên Amnet hay lên crit down. Vâng, trận đấu này là Phun Ca đứng sau để đợi Void vậy nhảy vào ụp lồng. Combo của Phun Ca đã khiến cho Void bị phế luôn trong combat. Điều này cũng là điều rất dễ xảy ra. Bây giờ Jokonat thì vẫn đang farm. Vâng, 21 phút rồi vẫn chưa lên được cái cú gì. Vâng, không kịp xoay, vâng, cũng có ulti đến từ chàng Jokonat. Vâng, chém chết cả đôi. Vâng, như vậy là thả thuyền và đằng sau thì Jonas sẽ làm xuống trong tay của Trang Sơ. Cái thuyền là chuẩn xác và Sơ cũng sẽ làm xuống trong tay của anh Trang Cạn. Nó lên phản đam, và như vậy là Void là người phép máng. Một tay phép thành công của Void và cũng đã có mặt rồi. Nó đang được Zidu đam của cái thuyền quá khỏe. Một này thì Void vâng nhảy về. Vâng, nhảy vào trong cụ rồi. Anh thấy liền liệu có liều không? Cụm ca, đem vào 13, một Amnet, một cái phản đam, một ngập nước để cho thám. Vâng, hút máu cho cụm ca trong thời điểm này. Lượng đam của Void hoàn toàn có thể vả chết được, vâng, vả chết được Phun Ca ngay lập tức. Vâng, liều. Vâng, như vậy là nhảy vào cũng nhảy ra ngoài để hồi máu tiếp. Vâng, Phun Ca bật phản đam hơi chậm. Tình huống đáng lẽ là Void quay lại vả bật phản đam ngay, máy chắc sẽ chết được. Như vậy là ba thanh niên đỏ máu vẫn đang chơi trò cút bắt tình yêu trong rừng. Vâng, Void nó quyết tâm vâng quay trở lại và vả nhau. À không, liền vào rừng để farm rồi. Trận đấu này thì Void đang quá xanh, một cái ulti từ A. Vâng, quất. Đi xa vậy? Ở đây mà tận đây có trúng, mà Phun Ca cũng kinh ngửa bụng, nó một pha bị búc à? Một cái ulti ghê vậy? Đi thế thì ai chơi? Và lăn vào của Phun Ca trong này, và TA là người đứng sau. Vâng, định làm gì? Mà solo kill, mà bắn luôn cũng kìa chết rồi. Một thanh niên sợ quá, bật thấy cái phản đam chạy ra ngoài luôn. Cái bách của TA khiến cho TA không mất máu khi bật phản đam luôn nhé. Một quả ulti của A. Vâng, Nea vào 1, ulti Nea 1. Ulti mắc xa, một cái jungle AOE khiến cho Phun Ca đứng giữa vẫn chết. Deso đã có đến từ Nea rồi. Lượng đam là khá to, bây giờ có thể vả chết được Phun Ca là chuyện đơn giản đối với cô làng Nea. Đang hơn khoảng tầm 9k tiền, càng đánh càng thua. Và mạng thì cân phèo nhau, có thể thấy được cái khả năng farm của team 1 nó cao hơn hẳn so với team 2 như thế nào. Còn dù con ác farm mãi không được cái Fuji, một thanh niên farm phải gọi là đến một quýt cũng xong rồi. Bây giờ đang có trong người 200 tiền. Và mua được cái gì rồi? A player's forces are under attack.
Vâng, hình như là không phải lên Fuji mà lên cho mình cái song kiếm luôn. Voi thì có lẽ sẽ đóng tiếp cho mình cái lên gì đây, Manta hay Diken. Đó là có lẽ lên Manta rồi, đó cái sai lầm đến từ Silencer. Và một pha vòng ở bên trên và cục đạp của Dash một chọn ngay TA bật bắt lên để cục đạp một cái ulti vào mũi tôi mít một ulti xa tít mù khơi của A và cục đạp vẫn nằm xuống và TA cũng đang người nằm xuống theo rồi cốt lại dành cho TA và xin lỗi cốt lại dành cho cục đạp đã mất bây giờ là ulti đấy. Vâng, đây mới là pha cancel voi và nó cực đẹp nằm xuống của anh voi và này cũng ụp lầu vẫn nhảy ra ngoài được từ này. Vâng chặn, vâng thôi chặn thế này thì chạy làm sao, nó nằm xuống của TA rồi anh xin lỗi nằm xuống của A. Vâng, trong cái tình huống đi ở những cái khe suối như này thì cái chặn của Kuka phải nói rất đau đầu. Voi khả năng nhảy nhót, sống sót trong combat là khá là khó diệt. Cooldown 6 giây cho một cái skill mà nó khác thì Blink đâu, Blink lại còn được hồi máu. Trận đấu này Kuka chắc chắn phải vào sau, Kuka phải là người để cancel được cái ulti của Voi mới có thể đánh được. Trận đấu mà không có cái disable nào đứng ở ngoài để cancel Void cả, khá là khó. Một con last pick của team 1 Zunas thì đã cầm được cho mình song kiếm. Silencer sẽ lựa chọn lên cho mình Orchid tiếp theo. Máu khá là yếu, mày không quan tâm là máu mình có yếu hay không. Ta chơi là cũng phải chơi đường thoại chiến với bất đam và vã thôi. Và Invi đến từ TA rồi. Cả vẫn đang cầm đớt trong người. Có lẽ vẫn chưa liều, manh động bây giờ nó Berlin ngay. Vâng, Berlin đến từ TA. Cái quả bách của TA là nó khiến cho cái Berlin nó không bị mất. Vâng, thực sự là ăn skill hay là ăn đam thì nó vẫn không bị mất cái Berlin. Khả năng bật cái skill 1 để Berlin ra ngoài là rất dễ. Oscar cũng đã có cho mình giày mana, cũng vậy. Và bây giờ Zunas đang sổ lên, đang sử dụng một đội đã đá ngay lập tức. Và một pha về để bắt voi, vâng te nè, vâng không chết. Một pha sổ vâng vẫn chết. What the fuck, một thanh niên sống về nhà rồi. Vâng hình như là bật cái bùa của Sanderson và chết. Vâng tưởng rằng về hồn nước mà sống được à? Về hồn nước để chỉ đem cái xác về được mà thôi. Vâng, nếu ngớ tự nhiên quả đấy sang sơn được ăn chọn Never. Vâng, tự nhiên nó tên ra về nó chết và mình ăn được Never. Không ngoan lành cánh đào. Nếu ngớ vô vị trường là 14 đến sai lần rồi. 14 đến từ Hukka. Và bây giờ là Invi. Vâng, Smoke đến từ team 1 và sang sơn. Vâng, một pha một mình chống Mafia. Vâng, có lẽ là anh quá mỏng trong tình huống như này. Hukka đang chạy lang thang, cũng như phải quay trở lại để gọi hỗ trợ của Grip. Vâng, tí nó khuyến mại cho cả ulti vào đầu. Ulti của Zunas bây giờ cũng chưa chết được. Đang có 150 và Hukka đã bật Amnet lên 2000 máu rồi, không thể giết được Hukka được từ này. Một pha bắt được Silencer vẫn nhảy vào của Oscar vẫn chọn Hukka và vẫn chết và bật được Amnet thành công và ulti đến từ A là chuẩn và Hukka không có được máu và nằm xuống trong khi đó Hukka bên ngoài cũng xử lý xong rồi cái chàng A. Bây giờ thì còn lại anh Chatea cùng với lại Zulak. Vâng, 2 đánh 3, có người làm xuống tiếp theo đến thứ 2. Vâng, được đà và cùng cả làm rất là chuẩn, vâng, chúng cả hai người. Bây giờ đến rất là đầy đình cùng cả xử lý lốt Zulak. Vâng, nằm xuống tất cả cùng với nhau. Và Void bây giờ xuất hiện, một pha nhảy vào vòng ủng lồng. Quả này thôi, có lẽ là sắp qua mẹ đôi rồi. Vâng, hai thanh niên nghĩ gì là ngồi pha của đáp cùng một chỗ. Vâng, giết được một người ở đây, vâng, cố lên, đại ca đã cứu đây. Vâng, cứu giá và không kịp và như vậy là vẫn chết và double kill dành cho Void. Và không những double kill, nó còn tám luôn cả thằng Tenelakan. Mày can rồi, can rồi, sao nữa. Vâng, đang chạy về. Như vậy là cái skill 1 của Silencer trong trận đấu này, trong cái meta này nó có slow. Cái này nó slow 16% thì phải. Vâng, thôi làm được hai nháy cũng được rồi. Còn làm phát hai shot, hai thanh niên đang ngồi ôm nhau farm rất hồn nhiên. Hồn nhiên thì nên bảng thôi, không lý do gì hết. Các thanh niên đang ngồi hí hửng và giết được đối phương khá nhiều, ngồi gọi ăn mừng chiến thắng. 21-22, và cách biệt là 8k tiền dành cho team 1.
Túc ca nên cho mình van vua. Trong khi đó thì Ossicker sau khi được Blink rồi thì sẽ lãnh nhiệm vụ đi cắm mắt để cho A lên đồ. A lên được cái gốt. Lugonax bây giờ bắt đầu lên Fuji. Thật sự là so sánh về late game thì với việc co nhiều như này thì Team 1 hoàn toàn là người lợi thế hơn. Coi Lugonax có xe hoặc 3 con đam của nó cực kỳ to. Vâng, tính ra mỗi cái ulti của Lugonax cùng với Coi có thể kết thúc được một người ngay. Như vậy vào combat thì có lẽ là Team 2 sẽ bay hơi hai thằng ngay lập tức. Chỉ còn lại 3 đến 5 mà thôi. Bây giờ đang ngạt mũi, cứ xì xì. Có chết đã có đến sai lầm rồi. Và Crit Dam đến từ vội, ai chào cung ca. Một trận đấu có lẽ là cung ca sẽ phải tỏa con mẹ áo sáng trận đấu này mới còn kéo được team. Đây này, có lẽ sẽ lựa chọn lên cho mình cái BKB tiếp theo. Bê khang của anh ấy. Mười lăm, chúng ta cùng xoay level một chút. Và như vậy là Void level 20 rồi. Một trận đấu mà anh đi đớp mạng của nó gọi là quá nhiều. 17 đến từ cung ca. Cung ca là thành ra là người level to nhất của team 2. Hai thanh niên offline trận đấu này level quá to. 18 là của Chantea. Vâng, đề show và Blink. Vâng, Lugonax level 15. Từ đó thì cung ca level 15. Cung ca 17, Giang Nhật Sơn 14. Khả năng level đang bị thọt là khá sâu đến từ team 2. Lên săn ghe và quyết định là lên Heaven trận đấu này. Một phong cách đánh của Kuka đúng thật là quá giống với lại việc phong cách đánh của bên Garena. Cả Void và kể cả là Kuka trận đấu này, cả hai con đều đánh cực kỳ giống với lại cái phong cách đánh của Garena. Của bay bên ngoài và chúng ta đang dàn trận hình cánh quạt đến từ team 1. Đọc binh pháp tồn tử thì cái thế trận đánh theo hình cánh quạt này rất dễ thua. À, đôi khi chúng ta nguyên đứng như thế này. Vâng, bốn thanh niên đang đứng quán với nhau, đang ngồi thảo luận chúng ta nên đánh kiểu gì. Trong bóng của Void vào để soi map, mà ta đã có rồi. Trên đồi nó đã cắm mắt và như vậy là lộ sai. Và một cái địa lợi đến từ team 1 và trận đấu của team 2 đã có mắt ở bên trên đồi. Và team 1 có lẽ là không dám sổ vào từ này. Mặc dù đồ item của Void là rất nhiều, và một cái lồng hoàn toàn có thể chết được một người, có lẽ phải đợi. Thời điểm nhạy cảm mà không có farm phẩm gì hết, chúng ta đang ngồi bù trụ, đang đợi chúng nó vào một pha ủi trụ và chúng ta xuất hiện để đánh nhau. Vâng, team 1 cũng đang rất là lăng tăng trên việc phút nhà, chưa dám phút. Và không phút thì tao sẽ mốc ta đi ganh người. Và năm thanh niên hút chung đối thuốc. Và bây giờ sẽ một pha phê cần đến team 2. Vâng, tìm được thằng nào không? Dù có lại đang phi xuống dưới. Xong kiếm cùng với lại Fuji rồi. Trong khi đó thì A của Ossicker cùng ta đang đang tham bên trên. Một pha phi thẳng xuống rừng địch của đối phương. A vẫn đã có. Vâng, chạy xuống đến nơi thì có lẽ hết mẹ của sớm mốc. Có lẽ dù có lại vẫn chết. Vẫn đang phàm một tình huống mà có lẽ không nghĩ được rằng là chúng nó lại xuống dưới. Và bây giờ là Void là người lỗ sai. Vâng, rất đông và như vậy là vâng, mỗi thằng đánh một ngả và Void quyết định quay lại để vào nhau cùng sai đến sơ công. Vâng, lùi lại rồi và bây giờ chặn đến từ Tuka. Và ulti nhanh kịp và như vậy là hứng đam đến từ Tuka. Vâng, bổ chết Tuka tình này và phản đam lên và phích xuột hạ vào. Vâng, hỗn loạn. Một ta cover đến từ team 1 là quá nhanh. Và trận đấu này đến team 2 được sự là dồn đam nó quá chậm. Vâng, sẽ làm xuống của Tuka tiếp theo. Vâng, này thì khỏe. Vâng, vâng, xoay kiếm của Zulat nó không đốt lửa được và nằm xuống của Tuka. Trong khi đó thì Kuka một mình chống Mafia, cùng đòi đánh nhau solo cùng TA. Tất nhiên phải nói là ảo cũng đã tưởng sức mạnh. Một mình cân bò với TA, nó chấp hòa cho được. Như vậy là sấp mặt của năm thanh niên nằm xuống hết với nhau. Và thua combat này thì đúng là một thua combat là tự tay góp gái. Vâng, năm thanh niên sấm bốc chạy vào rừng đối phương. Chạy đấy chạy lẻ, vào đấy thì vào một tình huống cover với nhau không chuẩn. Zulat cùng Void và bắt hai con này khá khó, cái disable của team 2 là không nhiều.
đây là cái nhược điểm của cái đội hình mà không có đi xe bồi nhiều, nó xoay kiếm nó nhảy ra ngoài nó chạy được, nó gọi cả nhà nó ra đánh lại rồi thì nhấc người lên. Vâng, vào chạm nhà phát mất cục máu. Bây giờ sẽ là về nhà đến tìm bộ rồi. Trận đấu đang đưa về thế trận, có vẻ đang khá lệch. 26-24 và như vậy là cách biệt khoảng tầm 20.000 tiền. Cách biệt 20.000 tiền là một điều quá xa rồi. Vâng, liệu có phải một trận đấu mà lập kèo thành công hay không? Vâng, trận đấu này nó cũng phải trận đấu khó khăn thì chúng ta rất khó nói. Và như vậy là A nằm xuống. Dota nó là cái thể loại game vâng khó đoán và rất hack não người chơi, nên đôi khi cũng chưa thể biết trước bất cứ điều gì. Player's forces are under attack. BKB và Hyper tôn đến từ TA. Trận đấu mà tôi nghĩ trận đấu này tìm một muốn thua quá lắm. Ba con core của nó đang farm đồ rất là hoàn hảo. TA BKB cùng với lại tốc cũng đam rồi, Eso cùng với Hyper rồi. Và Linh nhảy vào, kết thúc support của team 2 của Nash chỉ trong một nốt nhạc thôi. Jonas thì không cần nhiều, Jonas chỉ cần quăng cái ulti ra giết được một thằng nữa là xong. Quay một lồng chém chết thằng nữa là ok. Và như vậy là thành ra còn 2 đánh 5 đánh tấn cái gì. Nên cả lâu 2 trận đấu này và thanh niên đúng là thừa tiền ra voi. Nhảy lên và bật EV. Vâng, một pha úp lồng là trúng cả ba. Và quay ra đấm mỗi thằng một tí. Và như vậy là Sanser sẽ vâng, không chết. Và một pha nhảy vòng thì kết thúc cái mạng của Sanser. Thanh niên chưa kịp pha một tí đã lòng xuống rồi. Và combo cũng cạn. Và đằng sau thì TA đang bị đuổi. Vâng, bên trên đã có người làm xuống, Utsuka vừa xử lý xong được ai đó cũng vừa làm xuống bên dưới phải. Và bây giờ đến là TA cũng làm xuống. Vâng, không phải TA, đúng rồi, TA làm xuống bây giờ vòi. Vâng, chạy ra, vâng, ích lại của Utsuka. Vâng, máu của Utsuka đang xử khá nhiều. Vâng, bật Amnet không? Vâng, không bật Amnet và như vậy là chết trong tay của Jonas cùng của lại E. Vâng, đập được đến Utsuka, càng muốn khô máu rồi, có lẽ là không được. Vâng, máu của Utsuka là không đủ để khô cùng với lại hai thằng kia. Vâng, vẫn là thua này cho team 2. Còn bác có lẽ giết được quay cũng tới A là cũng là thành công rồi. Thì vẫn còn Jugolak cùng A. Vâng, chúng ta có thể thấy được cái ulti của voi nó khiến cho team 2 nó bối rối như thế nào. Chúng ta nhảy vào, EV chạy lên khiến cho team 2 không biết đánh kiểu gì nữa. Một cái lồng 3 thằng, như vậy là support đứng ngoài không làm gì được. Nhược điểm quá rõ dành cho một cái đội hình pick cover và không có đánh từ xa. Ở đây cùng với lại tất cả đứng ngoài gần như là không có tác dụng gì. Trận đấu này có lẽ team cũng đã đắn đo rất nhiều để pick một con voi. Support của đối phương là còn một cái thì lại support nó không thể phá được cái thế trận ụp lồng của voi. Vâng, ulti silent và như vậy là Jonas nó bất tỉnh nhân sự. Vâng, silent tiếp theo quá khó chạy, hack cái silent lần một mà sống làm sao được. Vâng, cách biệt về tiền bây giờ đã lên đến khoảng tầm 25.000. Vâng, 20.000 tiền. Vẫn đang rất cố gắng. Vâng, niềm tin vẫn còn, chúng ta vẫn còn phải thi đấu. Còn bây giờ là có đã sẵn lên cho mình cái gậy xanh thôi. Vâng, sức cơ cũng đã có cốt rồi. Một trận đấu mà đam chủ yếu là đến từ Hukka thì đến cốt trận đấu này là cũng hợp lý. Hukka là một con khe, nó thực sự là farm chỉ nhanh khi máy chết được người thôi. Còn con này nó đi farm nó cũng chậm bờ lờ ra. Con khả năng farm yếu. Yếu là người ở giữ game anh là con đi canh người rất đáng sợ. Mà trong trận đấu này không những không ganh được mà còn bị chúng nó ganh cho tổn thất cả quần. Voi bây giờ bắt đầu lên tiếp cho mình cái BKB. Lựa chọn là hoàn hảo dành cho cuối game. Tốc có, đam có. Và bây giờ sẽ cầm cái BKB. Trong các bác đã quẩy tưng bừng. Giáp cuối đến từ TA rồi. Trận đấu Bill mắc trừ giáp.
với khả năng trừ đáp đến trường thứ hai nữa. Thì là ta bắn phải nó cực kỳ đau. Một khoảng thời gian quý giá được giãn giãn ra để cho cả anh Linh Phạm. Bây giờ sang Diandro sang đến dây 1. Kunga cũng phù gì cùng với Krita. Có vẻ như meta của Kunga đang quay trở lại với thời điểm làm khe ngày xưa thì phải. Trận đấu gần đây Kunga đang đánh theo đường Fuji Krita rồi. Vâng, chưa trò ăn hết trận đấu này. Như vậy là hồi sinh đã nằm trong tay của TA. Ba đến từ anh chàng voi và TA có level 22. Zulak 19 và Zulak cầm cả Monkey trong người. Vâng, chuẩn bài thì đã có heo vượt đến từ Kunga thì Monkey là nó là cái item bắt buộc trong trận đấu này. A player's forces are under attack. Vâng, thanh niên không cần hồi sinh nhưng mà đứng trước vâng tăng luôn cho grab. Vâng, một pha vào chém grab của Kunga, vâng tưởng rằng nó tiếc ulti, nó không hề tiếc một chút nào, nó khuyến mại cho cả bóng ulti ở mồm, ăn chuẩn của con combo đấy thì sống bằng tật. Và ulti đến từ anh chàng Kunga, con chữa ulti đến từ voi rồi, Kunga đã chết thì không có ai khác được cái ulti này của voi hết. Nó sực cười nhảy vào, có lẽ ăn cái ulti đến từ anh chàng Sanser. Hai cái BKB liền nó dí thì có lẽ trận đấu là kết thúc tại đây rồi, Sanser đã làm xuống, không cửa thoát dành cho team 2 trận đấu này. Một sức mạnh không thể cản dành cho ba con co của team 1. Kunga đã ngã xuống, bây giờ có lẽ là team 2 sẽ xây GG thôi. Và 3 người làm xuống cũng không mất một người nào của team 1 trận đấu này. 73.000 và 49.000, một trận đấu đang lệch kèo là khá xa. Kunga không có đất để diễn trong một trận đấu khi mà voi cùng Zulak TA nó là ba con counter ngược lại Kunga, quá khó đánh. Như vậy ở đây lại tiếp tục làm xuống, có lẽ chúng ta sẽ kết thúc trận đấu này tại đây thôi. Vâng, thằng nào ra thằng cũng chết thằng đấy ngay. Đến tận tục cả. Vâng, hồi đi về ôm hồ nước đi cho nó yên bình. Vâng, còn tí hơi tàn để mà sống. Như vậy là trận đấu kết thúc và chiến thắng này trên team 1. Một chiến thắng có lẽ là không có gì bàn cãi cả. Vâng, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi trận đấu và đã bình luận. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong trận đấu tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.